xin chào anh chị nhà tư chúng ta trả lời với kênh Nhật qua channel như vậy phiên giao dịch cuối cùng đã kết thúc tháng tư hãng rất là biến động một cái hãng mà gần như mở từ đầu hãng ra cho tới cuối hán nhà tư chỉ cần mua chỉ cần bán đa phần 80 trở lên đều đổ như vậy thì sao như vậy thì bây giờ qua lễ lại bắt đầu vào tháng năm thì thị trường sao lại chúng ta phải giao dịch như thế nào chúng ta sẽ có những cái chiến lược đầu tư ra sao vì sao ở đây qua lại ghi trong cái tiêu đề là gì điểm xác nhận vì sao rất quan trọng thì hôm nay trong cái bản tin này tôi sẽ đưa đến anh chị cái việc là xác nhận cần rất quan trọng trong giai đoạn tháng năm vì sao vì nếu không có những cái đó đầu tư sẽ rất rủi ro và đầu tư có thể dẫn đến lỗ nặng nha yeah ok, thì đó là nội dung của hôm nay. Nếu anh chị nhà tư chúng ta xem cái kênh của Quang, anh chị chưa đăng cái kênh, anh chị nhớ bấm đăng ký kênh để hàng ngày những cái kiến thức và những cái nội dung này được đưa lên. Anh chị có thể coi và được biết được cái phương pháp phân tích cung cầu, kỹ thuật và VSA hàng ngày như thế nào để đưa ra những cái hành động đầu tư cho nó hợp lý, cho nó hiệu quả. Hoặc là trong những cái sự kiện phát trực tiếp tại đây. Nếu anh chị thấy cái hệ thống này ok, anh chị đã theo dõi lâu rồi, anh chị muốn là đồng hành với hệ thống Minh Quang trong tháng năm thì chị cứ liên hệ trực tiếp với trợ lý Trúc Vi hoặc là trợ lý Như Hảo để hai bạn hướng dẫn các anh chị cái hậu tục chuyển về cầu đồng hành với bên mình. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu nội dung hôm nay. Bối cảnh thị trường, tâm lý đầu tư hiện tại, sự xác nhận câu trả lời của cá mập quá khứ và hiện tại đi đến các ngành nghề, cổ phiếu và kết luận. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về bối cảnh thị trường. Thì bối cảnh thị trường chắc chắn nhìn vào anh chị sẽ thấy phiên thứ sáu vừa qua là một phiên đi ngang của thị trường có những nhịp kéo mạnh, cũng có những nhịp đập mạnh và có những nhịp đi ngang. Kết quả tổng thể thì sao? Kết quả tổng thể thì đa phần các cổ phiếu là quanh tham chiếu khi cái tên KRX là bị hoãn chẳng hạn hay là trong đêm bữa thứ năm thì Dow Jones nó giảm mạnh đúng không? Thì sáng thứ sáng thứ sáu mở cửa ra ai cũng biết chắc chắn là nó sẽ rơi nhưng nó còn có tin của KRX thì tên KRX ra thì các cổ phiếu chứng khoán ví dụ như gì? Ví dụ như những cổ phiếu ở trên ai anh chị sẽ thấy ở đây nó bị gấp đau và nó rơi xuống nó chỉ mới hồi lên thôi. Hay các cổ phiếu HCM cũng vậy mới tạo gấp đau và rơi xuống cũng không hồi lên được quá nhiều tóm lại là gì tóm lại là bữa thứ sáo sẽ có người khóc người cười người vui là gì người vui là những anh chị nắm giữ những cổ phiếu không phải hàng thị trường ví dụ như là banh trứng hép bất động sản anh chị không giữ bốn ngành này anh chị những giữ những, những ngành khác thì đa phần anh chị sẽ có lời còn nếu anh chị giữ bốn ngành này đa phần thứ sáu là một cái ngày rất mệt mỏi với anh chị vì sao vì gần như những cái con đó đều là những cái con bị bán mãi tới cuối giờ nó mới hồi lại nha thanh khoản thị trường thì vẫn duy trì rất bé khoảng 600 triệu anh chị nên lưu ý nha thanh khoản này là rất bé vì trường chúng ta cách đây bao nhiêu cách đây chỉ nửa tháng thôi nó nó giao dịch là khoảng bao nhiêu giao dịch là 1 tỷ cổ phiếu một ngày còn hiện tại nó chỉ còn có 500 600 triệu một ngày thôi sau những cái nhịp bán háo đó là bối cảnh chung của thị trường nói chung là bị tác động trong và ngoài nước rất nhiều trong nước thì cũng có đúng không ví dụ như vừa rồi chúng ta vừa nghỉ lễ là có tin chủ tịch nước ra à, rồi trước đó thì tin KRX rồi chỉ riêng một bữa thứ sáu vừa rồi thôi còn ngược lại thì sao thế giới thì có những cái biến động rất lớn vì chỉ số Dow Jones nè chị thấy không rồi rất là nặng sau đó rút chân trong phiên hôm nay hồi lại chẳng hạn như vậy đó rồi đó là cái việc là bối cảnh thị trường Tiếp tục chúng ta sẽ nói đến cái gì Đó là tâm lý Đây là những cái cơ sở để đi theo logic Để cho anh chị mình biết là cái phân tích chúng ta phải đi như thế nào Và chúng ta phải có cái cơ sở Sau đó chúng ta triển khai triển khai xong đó chúng ta đi lại kết luận nha Rồi đầu tiên đó là tâm lý Tâm lý thì đương nhiên người cầm hàng bây giờ là gì cho Bây giờ chắc chắn người cầm hàng sẽ nói là gì Tin xấu ra hết rồi Thị trường cũng ok Mọi thứ tốt đúng không không? lại không lãi không up rồi thì qua lại sẽ tăng đó là tâm lý của người cầm hàng cũng đúng không thật ra qua đánh giá cũng đúng đó tại vì sao tại vì bữa thứ sáu là cái bữa gần như là anh chị mình đều thấy là gì anh chị mình đều thấy là rất là ghê rất rất là ghê luôn trong buổi trưa lúc mà một giờ mấy qua nhớ không nhầm là lúc đó con mbs này nha âm tới tận ba trăm mà kết giờ nó chỉ âm hai trăm phải không nhưng cuối giờ nó âm trong đó đó âm ba trăm nè rồi cổ phiếu liên việt liên việt chơi cũng hơi ghê ha âm bốn phần trăm nha vâng trong phiên nó âm bốn phần trăm luôn đánh rất rất là ghê đó thì tâm lý người cầm hàng là gì là bây giờ thị trường đã trải qua được cái nhịp này ngon lành rồi thì qua lễ nó sẽ tăng tiếp đúng không qua lễ nó sẽ tăng tiếp và thậm chí có thể chạy lên một hai ba mươi một hai bốn mươi luôn đó là tâm lý của người người cầm cầm hàng thì cái này là chuyện hiển nhiên không qua đánh giá chắc là hiển nhiên thứ năm thứ sáu qua lễ kiểu gì cũng kéo đúng không tại vì sao tại vì bây giờ ai cũng thấy là nó không sập nó không sập thì bắt đầu đổ tiền vào mua lại ai cũng ngại cái lễ này có cái gì đó thì bây giờ tin nó cũng ra rồi thì dễ qua lễ người ta lại tăng tiếp đúng không để tiếp tục tâm lý của người cầm tiền thì chắc chắn rồi chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy gì chúng ta sẽ thấy thị trường có rủi ro chắc chắn sẽ có những cái rủi ro nhất định ví dụ như cái tỷ giá trên thế giới vẫn đang rất cao là 106 đô trong một uh, đi. Uh, tỷ giá đi đô la nét rồi tỷ giá Việt Nam đồng thì thật ra tuy là có suy si giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ở trên mức bao nhiêu vẫn giảm giữ, giữ ở trên mức là 25.000 một đô một đô nha tức là tỷ giá vẫn duy trì rất cao 25.300 đồng uh rồi thêm những cái yếu tố khác ví dụ như nếu mà chúng ta đo sống thật ra chúng ta sẽ tính là gì là thị trường chúng ta chưa có rơi đủ đúng không ví dụ đây là dịp rơi đầu tiên hồi là Trung Quy nó vẫn ở trên đỉnh đúng không Trung Quy nó vẫn ở trên đỉnh thôi thì việc rơi tiếp một nhịp hồi lên rơi tiếp một nhịp nữa là hiển nhiên có hiển nhiên có nếu mà chúng ta xét về sống hay xét về các vấn đề là gì kỹ thuật đó, đơn giản đúng không thì thị trường chúng ta đã gãy vậy trường này là chỉ là thị trường hồi lên thôi cú nảy mèo chết để rơi tiếp đó là cầm tiền chúng ta có thể nói thị trường này xấu tới cách mấy cũng đúng hoặc là chúng ta nói theo hướng khác đó là cổ phiếu nó vẫn đang buôn tráp ví dụ anh chị thấy cổ phiếu mbs đi anh chị nhìn vào anh chị sẽ thấy một điểm đó là gì anh chị thấy một điểm rõ ràng đó là cổ phiếu nhìn rất đẹp và đáng lẽ có thể bùng nổ đi lên thì nó không bùng nổ đi lên Dù bữa thứ sáu thị trường mình hồi lại mạnh Đúng không? Cuối giờ này chị thấy không? Cuối giờ thị trường mình tăng lại 4 điểm mấy Trong phiên nó rơi rất là mạnh về 1198 rơi rất là mạnh với những cái thông tin tiêu cực rồi đè bất động sản chứng khoán trong phiên vậy thì cuối giờ kéo lên xanh tại sao các cổ phiếu không tăng đúng không tại sao các cổ phiếu không tăng mà kéo cái gì mà kéo trụ đúng không mà tăng trụ con vít trời sáu là có lúc mà thấy nó lên trong atc lên giá trần và kết quả cuối giờ anh chị thấy nó tăng bao nhiêu nó tăng sáu phần trăm vậy có phải là kéo trụ không đây là kéo trụ chứ gì nữa và anh chị thấy mỗi khi kéo trụ thì như thế nào lây trừ mình lên vôi xuống chó thì khi trụ tăng thì cổ phiếu anh chị không tăng và cái trụ giảm thì sao cổ phiếu anh chị toán đúng không thì đó là cái điểm mà người cầm tiền nói sao cũng đúng á tức là thật ra chỗ này qua nói với anh chị anh chị không cần đầu tư cũng được thật sự đúng không đó là cái điểm gì đó là cái người cầm tiền thì giờ đi bán hay đi mua cổ phiếu thì cái câu này qua sẽ dành cho phía dưới khi mà anh chị đi coi qua phân tích các cổ phiếu các cái logic các cái luận điểm thì chúng ta sẽ biết là chúng ta nên đi bán hay đi mua cổ phiếu đúng không? và ở đây cái ý này chúng ta sẽ tạm bỏ qua mà chúng ta sẽ đi đến cái ý kế tiếp đó là tin ai bây giờ loạn trường thật sự cái này đúng không người hô lên hô lên nó thì sao thì nó giảm người hô xuống nó lại tăng đúng không loạn trưởng hết trơn hôm nay hô tăng hôm qua hô giảm anh chị thấy đấy nha ở đây mình cố ý mình viết như thế này cho anh chị mình coi nè đó ờ, anh chị thấy nè cái trên kênh của mình cũng hay rất là hay đúng không chị thấy nè đây nổi ấm ảnh atc này đúng không tin tốt giá giảm nè đúng không sau đó là hồi phục mạnh này đúng không qua đây tiếp tục là up trở lại đúng không rồi qua đây là ngay đúng ngày sai cổ phiếu luôn đúng rồi đúng không rồi ngân hàng trở lại là ngân hàng kéo nè qua đây cái là up bô năm mươi mấy điểm nè đúng không rồi qua đây là hồi phục đến đâu nè đúng không qua đây là suy nghĩ là đau đen chưa sau đây lên đây hồi phục hồi phục xong là gì Oppo tiếp ATC rồi bên đây lại hôi lại đúng không rồi bên đây là chán nạn đúng không anh chị thấy thị trường mình đã đánh rất là gì nó đánh loạn trưởng hết trơn nhà đầu tư dù anh chị view kiểu nào anh chị cũng sai anh chị lên anh chị cũng sai anh chị xuống cũng sai vậy qua chị nói với anh chị ở đây tính nay bây giờ thì anh chị hãy tin cái gì qua chị nói với anh chị thôi hãy tin vào đồ hình cổ phiếu hãy tin vào cổ phiếu cổ phiếu luôn đúng những cái nó thể hiện trên đó là những cái đúng hay nói cách khác là gì là cái điểm xác nhận này nè nó rất quan trọng vì nó là cái đúng không là cái nó thể hiện ra chúng ta thấy chứ chúng ta không nên suy luận quá nhiều chúng ta không nên nói quá nhiều tại vì anh chị rõ ràng anh chị view lên nên anh chị cầm hàng anh chị cũng đúng mà anh chị cầm tiền thì anh chị cũng đúng đâu không sai đâu quá canh cãi với nhau rất là mệt mỏi ui anh view lên hay anh view xuống và chị nói với anh chị thôi những giai đoạn này mình đã nói từ cả tháng này rồi chúng ta coi cái cổ phiếu coi đồ thị á ok mình mua không ok thì thôi cầm tiền nó vẫn khỏe hơn rất nhiều nha rồi bây giờ mình bắt đầu đi tới cái vấn đề đó đó là gì đó là sự xác nhận câu trả lời của cá mập quá khứ và hiện tại thì chị mình xem tới đây chưa đăng ký kênh anh chị nhớ đăng ký kênh nếu anh chị thấy cái phương pháp này ok liên hệ trực tiếp ngay với trợ lý như hảo hoặc trợ lý trúc vi để nếu có thị trường mình nó xác nhận được sự xác nhận của cá mập cá mập đã xác nhận vào thì chúng ta vào chúng ta đầu tư và chúng ta có lời ví dụ như ở đây chưa đi ví dụ luôn nha thì chị thấy nè đây là bên mình thể giải ngân bốn con trong giai đoạn này để gì đi theo cá mập và chị thấy đã có lợi nhuận nè anh chị thấy không sáu phần trăm và ba trăm Cổ phiếu DRC và FRT Đây là mới hấp dò thôi Nên anh chị thấy sao Thì nếu nó xác nhận chúng ta sẽ mua Còn nó không xác nhận thì việc gì phải mua cầm tiền nó vẫn sướng hơn Thì nó phải có câu trả lời của cá mập Và câu trả lời đó nó dựa trên cái gì Dựa trên trendline và dòng tiền Anh chị có thể nói trendline line là một cái thứ vô nghĩa Nhưng thật ra nó nói với anh chị đó là một cái thứ rất chính xác luôn Chứ không phải là một cái thứ vô nghĩa đâu Và cái dòng tiền là cái gì Cái khớp lệnh ở đây và sẽ nói với anh chị đầu tiên mình sẽ nói về trend line nha thì ví dụ chúng ta kẻ cái trend cái đồ thị thị trường chúng ta từ trên đây xuống đây đi anh chị sẽ thấy là gì cái trend này nó đi qua cái đỉnh này nó đi qua cái đỉnh này và vô tình hay nó đi qua chỗ này vô tình hay nó đi qua khúc dưới đây và đi qua khúc dưới đây anh chị thấy nó có cái điểm gì không đó là gì đó là chỉ khi nào cái đồ thị này nó vượt qua được cái trend này thì những nhà đầu tư đầu tư mới có lợi nhuận bình vững và thậm chí là ít lỗ hơn còn lại khi nó đi trong cái phạm vi này nè thì chúng ta gần như chúng ta mua vào thì tỷ lệ như thế nào thì tỷ lệ là 100 100 lần mua thì có 80 80 lần là lỗ hết. Tức là gì? Tức là phần lớn thời gian trong đây nó là rơi. Tức là 100 cây nến có 80 cây nến giảm và chỉ có 20 cây nến tăng nè. Phần lớn thời gian có phải rơi không? Chỉ có hồi một tí xíu thôi. Hồi một tí xíu thôi, còn lại phần lớn nó là rơi và nó rơi rất rất là mạnh. Thì chúng ta đầu tư cổ phiếu chúng ta phải ưu tiên cái gì? Đó là chúng ta phải ưu tiên đầu tư cổ phiếu hột trên lên chứ chúng ta không mua cổ phiếu hột trên xuống. Vì sao? Vì khi chúng ta đầu tư cổ phiếu trên xuống á thì hoặc là thị trường trên xuống thì gần như lúc nào anh chị cũng trong trạng thái có thể bị lỗ lúc nào cũng trong trạng thái có thể bị sập ví dụ đây anh chị nhìn con hòa phát đi cổ phiếu hòa phát anh chị kéo cái trend từ trên xuống dưới đây có phải trong cái quá trình này à, trong cái quá trình này trong những cái giai đoạn này gần như là gì gần như là chỉ mua trong đây nếu anh chị không phải là người nhanh tay không phải là người lẹ mắt thì anh chị mua trong đây có phải anh chị chỉ có lỗ không anh chị mua vào lên đây anh chị không bán kịp là xuống đây nó gậy à, tiếp tục bắt đáy hồi lên anh chị không bán thì rơi xuống tiếp anh chị lại lỗ lỗ xong anh chị vừa bán ra xong nó hồi lỡ lại anh chị vừa mua lại anh chị không bán anh nó rơi tiếp anh chị lại lỗ đúng không nên cái trend ở đây rất quan trọng mà cái trend này nó thể hiện thêm cái gì nữa đó là dòng tiền cá mập à? dòng tiền phải trở lại và đánh cổ phiếu lên thì mới được còn không thì ví dụ anh chị nhìn nè thật ra hồi bên đây khối lượng không cao nhưng cũng có khối lượng nhưng anh chị nhìn bên đây khối lượng hồi rất bé thì thể hiện gì cũng đâu phải cá mập mua đâu gọi là chúng ta đầu tư chúng ta phải ưu tiên những lúc nào những lúc trend lên nè chị không thì chỉ như vậy anh chị mới coi lời còn không anh chị đầu tư những cái trend xuống chỉ có chỉ có lỗ thôi một cổ phiếu hòa phát thôi ví dụ được tất cả luôn vì sao vì ở đây chúng ta là hệ thống gì hệ thống này chúng ta chỉ có thể mua và cổ phiếu tăng chúng ta mới có lợi nhuận còn nếu chúng ta mua mà cổ phiếu giảm chúng ta sẽ lộ chúng ta không thể bán khống được chúng ta không thể bán cổ phiếu sau đó cổ phiếu rơi chúng ta mua lại để chúng ta có lời thì ở việt nam chúng ta không làm được điều đó nên bắt buộc chúng ta chỉ có thể đầu tư trong trong tiền tăng chứ chúng ta không thể đầu tư trong trên giảm khi trên giảm như thế này sẽ có hai lựa chọn một là gì một là anh chị chỉ đi bắt đáy thôi bắt đáy hồi lên bán bắt đáy hồi lên bán bắt đáy hồi lên bán chứ chúng ta không có chiều mua nào khác cả vì sao vì chúng ta cứ mua vào là nó sẽ rơi cứ tích lũy nắm giữ là nó sẽ rơi đó đó là cái điểm đầu tiên qua nó với anh chị là trend và dòng tiền thì bắt buộc phải có cả hai cái này tức là trend xác nhận khỏi xu hế giảm đi lên xu hế tăng hoặc là vào xu hế mới thì mới mua được và phải có dòng tiền cả mập xác nhận vào thì anh chị mới mua được còn nếu không anh chị cứ vào là anh chị lộ ví dụ anh chị thấy cổ phiếu nào cổ phiếu ở trên ai đi nhìn vậy thôi chứ anh chị mua hẳn rài chị vẫn lộ chứ chị có lời đâu đúng không anh chị coi đây là trên giảm của cổ phiếu đây là trên giảm đúng không thì nó hồi lên nó gần tới chỗ này nhưng rõ ràng nó không lên được nó phải vượt qua được cái trên giảm trên này đã được hình thành trong quá khứ chưa đã được hình thành trong quá khứ là đây đỉnh này đúng không đây là đỉnh nè đã được hình thành bởi hai cái đỉnh này nối lại với nhau thành một đường hạng vô cực thì đây cái cây này là cái cây hồi mạnh vào ngày thứ tư ngày 24 tháng 4 hồi mạnh lên anh chị thấy con này tăng rất ngon là tăng ba phút mấy trăm anh chị nghĩ là chứng tăng trần mình sẽ đua vào mình mua heo và chị mua heo thì kết quả anh chị thấy sao bây giờ anh chị đang lỗ mấy phần trăm ví dụ như vậy đi thì chị đầu tư chị vẫn lỗ lỗ hai trăm vẫn là lỗ thôi chứ có lời đâu thì đó ví dụ như vậy thì nó vẫn đang trong xu thế giảm và trong xu hay giảm chúng ta phải làm gì chúng ta chỉ đi bắt đáy đơn giản thôi chúng ta chỉ đi bắt đáy bắt đáy hồi lên có lời là bán bắt đáy hồi lên có lời là bán khi nào nó hót khỏi cái xu thế giảm này nè chúng ta mới đầu tư Cái nên ví dụ chị thấy đây là xu thế tăng này đúng không đây là ví dụ cái chỗ này cũng là trách ai không? đây là xu thế tăng thì chị thấy khi cổ phiếu đi trong xu thế tăng thì sao thì dù anh chị mua ở đâu anh chị lỗ nhẹ anh chị vẫn có thể lời lại nhưng ở trong xu thế giảm ví dụ bên đây đi chủng hàng đây có phải là đỉnh nè à đỉnh nè, đây mấy điểm vượt nè thì anh chị mua những cái chỗ trong đây anh chị bắt đáy anh chị coi lời anh chị bắt đáy anh chị coi lời nhưng nếu anh chị mua cao anh chị mua xác nhận thì sao thì gần như anh chị mua xong nó đều nó đều lỗ lại đúng không anh chị bắt đáy ở đây anh chị coi lời lên đây chị không chốt anh chị hãy tích lũy lại đẹp anh chị mua vào anh chị lỗ ngay xuống đây anh chị bắt đáy không bán kịp lỗ tiếp đúng không nói chung phần lớn thời gian anh chị sẽ điều lỗ chỉ có một vài điểm anh chị bắt đáy là chị coi lời thôi đó, à, và tất cả đều phải thể hiện bằng dòng tiền ví dụ ở đây dòng tiền nó vào lại nè đó nó thể hiện bằng gì bằng dòng tiền đó, à, hoặc là trend đi Bên đây chị cũng thấy đây là trend tăng xu thế tăng đúng không và khi nó gãy trend tăng thì sao thì nó gãy và khi nó gãy thì sao không bán thì chỉ lỗ đó đơn giản không rất là đơn giản đúng không thì đó là quả nói với anh chị về cái lý thuyết Ờ, cái trend và cái dòng tiền một cách tổng quan nhất để chúng ta chúng ta hiểu trong cái sự quá khứ à, và ở đây nó có liên quan một cái khái niệm đó là cái khái niệm độ dốc thì chị có để ý không những cái điểm mà nó rơi sóc như thế này nè thường nó sẽ có hồi lại nhưng nó hồi lại thường nó sẽ nó sẽ rơi tiếp vì độ dốc của nó rất cao và những cái độ dốc này nè khi mà sớm thì thường thường nó sẽ có cái gì ví dụ anh chị nhìn con hòa phát đi đây ví dụ qua con hòa phát nếu chị kẻ theo cái trend này nha nếu chị kẻ theo cái trend này À, đây có phải trên này cái độ dốc nó rất là cao không? Thật ra nó giống như cái cổ phiếu hiện tại chúng ta như get nè, DG đất xanh này đúng không? Là nó rơi dựng đứng xuống thì đây cũng phải rơi dựng đứng xuống không? Thì khi rơi dựng đứng xuống hồi lên vào red nhưng bờ red qua thì nó lại có cái rủi ro gì chị biết không đó là cái độ dốc nó cao mà cái độ dốc này thì bữa qua có nó nói với anh chị rồi đó là gì đó là chúng ta khi mà đầu tư theo xét về tâm lý đi thì có phải khi rơi mạnh như thế này chúng ta bán mất hàng chúng ta vào lại chúng ta luôn luôn muốn cổ phiếu tăng mạnh hơn. thật sự anh chị suy nghĩ là bản thân anh chị có đúng vậy không anh chị sẽ rất là muốn mua lại cổ phiếu ngay rất rất là muốn chạy vào mua lại những cái con rơi mạnh để cho để hy vọng nó làm gì để hy vọng nó hồi chịu về nó rơi mạnh xuống thì nó sẽ hồi chữ v lên đúng ai cũng suy nghĩ điều đó thì dẫn đến là gì dẫn đến độ dốc cao hồi mạnh hơn nó sẽ không bền và hơn nó sẽ có rủi ro nó rơi xuống nếu nó không có dòng tiền lớn đa phần chỉ cần có cái tín hiệu nào đó không ok thôi nó sẽ quay đầu ngay lập tức À, nó sẽ quay đầu ngay lập tức và những anh chị mua ngay chỗ này nè tự nhiên hành đu định tức là từ đây xuống đây chị lỗ bao nhiêu trăm nhìn xương xương cũng lỗ 14 15 với một cổ phiếu hòa vang nha nó ra cái độ dốc nó cũng rất là quan trọng ví dụ anh chị thấy đợt này bên mình cho anh chị mình quét rt đi thì chị thấy con này nó có phải là độ dốc không nó không phải độ dốc nếu mình kể trend đi nãy giờ mình nói với anh chị trend giảm không mua vậy thì bây giờ trend tăng mua không Red ra khỏi trend giảm nè à, có dòng tiền cá mập vào nhìn bằng mắt thường chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ đây là dòng tiền cá mập đã đi vào đúng không? Red qua rồi có test lại không lụng không lủng thì hàng về đánh bùng nổ lên vượt đây có phải đè điểm gia tăng không tiền tiếp tục vào T0 T1 T2.5 hàng về cho tất cả anh chị mua ở cây này dù đua lên hàng về chị cũng có lời tăng tiếp luôn thì đây có phải là sự xác nhận dòng tiền vào cổ phiếu không và khi có cổ phiếu nó có sự xác nhận này chúng ta mua ở điểm này nó an toàn hơn mua cái điểm bắt đáy không an toàn hơn chứ nó no, ví dụ anh chị nghĩ những con này rơi lại cao lắm anh chị hòa vốn nhưng người khác phải làm gì nhưng người khác đã nằm sàn rồi đó chuyện bình thường nó thành ra ở đây chúng ta phải lưu ý cái này chúng ta phải cố gắng tìm được những cổ như thế này và có sự xác nhận luôn thì nó no, ok còn không thì chúng ta mua ở những cái điểm lớn lớn ví dụ anh chị thấy cổ phiếu CTD nãy giờ mình nói với anh chị điều đó phải không vậy bây giờ quan kể cho anh chị cái trend đi anh chị thấy có đúng như vậy không đây là đỉnh nè à. đây là đỉnh nè à đây là đỉnh nè, à, đây là đỉnh nè, à. từ cái hình thành bởi ba đỉnh, bốn đỉnh trong quá khứ theo cái đường hẳn đi xuống. Vậy bây giờ cổ phiếu hồi lên đúng cái điểm này. Ví dụ anh chị mà mới vừa mua con này trong phiên thứ sáu vừa rồi, anh chị nhìn vào anh chị thấy có ok không? Anh chị thấy dòng tiền có vào, dòng tiền vào bị bán ngược xuống đúng không? Vậy thì anh chị mua chỗ này nếu thất bại thì có phải rõ ràng từ đây rơi xuống đây hơi đau nha từ đây rơi xuống test lại đáy là bình thường đúng không tại vì sao tại vì đây nó mới tạo có một đáy sau đó nó hồi lên nếu chúng ta không uh, gì chúng ta không kệ trên chúng ta không xét dòng tiền chúng ta không xét sự xác nhận đó là sự xác nhận gì và red qua cái trên này thì sao thì nó quay xuống lại có phải từ đây xuống đây bèo xương xương anh chị lỗ 9% là bình thường anh chị hãy cổ phiếu ghép nha cổ phiếu ghét nè, hôm nọ cũng có rất là nhiều anh chị bị cái vấn đề đó, đó là gì? đó là nó rơi dốc xuống này chị không, sau đó nó hồi lại, và anh chị nghĩ đây nó tạo đáy, nhưng nó cần phải có sự xác nhận, sự xác nhận này không phải là trend, sự xác nhận này là đường fa 20, đó, đường màu vàng này chị không, nó không vượt qua được, hay là anh chị bắt đáy ngay đây, từ đây xuống đây anh chị lỗ bao nhiêu trăm? từ đây xuống đây anh chị lỗ tới tận là bao nhiêu? tới tận là 18% là bình thường, không hề ít một tí nào, dù anh chị mua bắt đáy nhưng anh chị vẫn lỗ, đó anh chị để giúp quen nha rồi thì đó là cái phần mình nói về lý thuyết. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái gì? Chúng ta sẽ đi nhìn vào các cái ngành trên thị trường. Đó là ngành thị trường nha. Banh, chứng, thép, bất động sản, khu công nghiệp. Chúng ta sẽ nhìn thử những cái cổ phiếu này trên thị trường. Coi nó có ok không? Nó có xác nhận không? Nó có ra câu trả lời của các mập không? Điểm nào để nó trả lời câu nổi hình hỏi này? Và nếu nó không trả lời thì như thế nào? Đó để cho anh chị mình biết là chúng ta phải đầu tư sao? Và sau đó mình sẽ đi đến cái phần kết luận cho cái phần là gì? Giao dịch tháng năm như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào nhóm ngân hàng ta sẽ nhìn vào cổ phiếu gì đó là đã chắc chắn là cổ phiếu Techcombank rồi cổ phiếu mạnh trên thị trường đúng không con này hiện tại ví dụ anh chị kẻ trend đi anh chị nói các cái đáy rõ ràng nhất lại với nhau thì anh chị kẻ như thế này đáy nè đáy nè đấy nè nà, cây này lọt ra giật vô lại ngay thì cây này con này sao chưa gãy trên đúng không? thì cổ phiếu chưa gãy trên thì cổ phiếu tốt hay xấu? chắc chắn là tốt rồi, tại vì nó không gãy trên. Trên này là trên gì? đây coi như là trên trung hạn của cổ phiếu đi từ cái đáy bao nhiêu? đi từ cái đáy tháng 2, năm 2024 đi lên. thật ra mình kể từ giữa đây đi lên cũng được thì nó cũng là một trên này thôi. thì nó chưa gãy trên, đúng không? cũng có dòng tiền lọt sằng ngầu trong đây chưa lên được cũng chưa xuống được. hay điểm xác nhận của nó là đâu? thì điểm xác nhận chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy đây là đỉnh cũ của nó 47.5. đây là đỉnh cũ cây này 47.5 đúng không? Thì điểm xác nhận chung là 47.5. Nếu tại đây khối lượng đã rất thấp rồi, khối lượng tụt liên tục 3 phiên test lại đúng không? Đây nè, đây có phải là đánh lên không? rủ xuống không? Nè, đánh lên nè, rủ xuống nè, đúng không? Thì chỉ cần điểm xác nhận vượt qua giá 47.5 tại đây là có khối lượng cá mập vào, xác nhận vào. 20 triệu, 25 triệu anh chị mạnh dạng mua mới. Thì đây là cổ phiếu mạnh nhất ngành ngân hàng thì anh chị xác nhận được như vậy, anh chị đầu tư. Còn nếu không được thì sao? Anh chị muốn thì chị hâm dò một ít ở trong đây, đúng không? Ví dụ như hệ thống bên qua cũng nói với khách hàng nếu anh chị muốn mua ngân hàng á, à, con này chia cổ tức là 15% tiền và tỷ lệ cổ quyền hay là cổ phiếu gì đó là 11, với tỷ lệ 11 rất rất là nhiều luôn thì chị đầu tư con này xác nhận được anh chị sẽ là hành cổ phiếu leader và chúng ta sẽ mua vào full tỷ trọng với target bao nhiêu? 52 và 56. sáu. Ừ cắt lỗ là bao nhiêu cắt lỗ là lũng tài giá này là lũng giá 44 ví dụ như vậy nha đó là cổ phiếu tích công bánh. thì nhìn vào con này ok đúng không nhưng nhìn có khác không ok đâu ví dụ chị nhìn ctg đi dù bữa thứ sáu kéo lại atc nhưng rõ ràng anh chị thấy nè anh chị zoom ra có phải đây nó là một cái nào lớn không đây nó một cái nền lớn không đây nó một cái vùng nền nữa không? và xung quanh những cái nền này nó hình thành một cái gì cái xu thế giảm như thế này đúng không dù có cái cây này đánh mạnh lên tăng trần cũng là cũng là toàn luôn thì đây là cái xu thế giảm được hình thành lớn từ trên xuống dưới kéo dài ba bốn tháng rồi thì với cái xu thế giảm này chị sẽ thấy nó có cái điểm gì đó là cổ phiếu này giảm dần đều đúng không cổ phiếu này giảm dần đều tức là dù nó có hồi mạnh nè nhịp hồi mạnh lên rồi tích lũy lại cho rơi, hồi mạnh lên rồi tích lũy lại rồi rồi tiếp đúng không thì những cái trạng thái này rõ ràng nếu mình kẻ thêm cái hỗ trợ đi ngang cổ phiếu này vẫn là gì vẫn đang tích lũy dưới gì dưới dưới cái vùng nền lớn trên đây đúng không? dưới cái nền lớn trên đây gãy cây này xuống chưa hề phủ định qua được thì với trạng thái này rõ ràng nhìn vào CTG chúng ta phải làm gì chúng ta phải đặc biệt lưu ý chúng ta chỉ nên mua mới con này khi có sự xác nhận đúng không sự xác nhận gì sự xác nhận cổ phiếu chạy lên trên 35 tích lũy lại ngang đây đánh lên tại sao phải mua cao như vậy thì chị đơn giản thôi chị nhìn vào chị thấy bao nhiêu người bắt đáy ở đây bao nhiêu người bắt ở đây bao nhiêu người kẹt trong cây tăng trần này đúng không rồi bao nhiêu người kẹt bên đây bao nhiêu người kẹt bên đây nếu cá mập không thể hiện được là tôi đẩy giá lên lại tôi gom lại tất cả nhà đầu tư với những cái khối lượng lớn 20 30 triệu đi lên lại trên đây thì chị mua vào có phải chị lại kẹt lại với cái trường hợp cũ đó là gì đó là anh chị mua xong cổ phiếu nó cứ rơi từ từ anh chị cứ lộ tại vì anh chị nắm giữ con này hai ba tháng qua chị lời hay lộ, anh chị vẫn lộ, chứ chị có lời đâu chỉ có anh chị bắt đáy ở đây chị mới lời thôi Chứ bắt đáy bên đây vẫn đang lộ mà đúng không bắt đáy trên đây vẫn đang lỗ mà bắt đáy trên đây vẫn đang lỗ mà bắt đáy ngay đây cũng đang lộ mà bắt ở đâu trả lộ, đúng không nên ra ở đây phải xác nhận được thì mới mua không xác nhận được thì ở đây mua vào lại bụng cũ soạn lại đúng không và đặc biệt nhớ anh chị đang giữ hàng lưu ý giá nhiêu lưu ý giá 32 liệu ở đây mất 32 mươi hai em hai trăm Ơ nhầm MA100 ở đây mất MA100 nha đường màu trắng mất mây chim liệu nó có về 29 trong một dịp sạch nữa không hoàn toàn có thể nên phải đặc biệt lưu ý vì sao vì đây là cái nền giá nè thì cổ phiếu đi lên tích lũy trong nền này thì gần hơn chúng ta hay kẻ cái gì gãy xuống sau đó hồi lên tích lũy lại không lên được thì nó gãy tiếp không thì chỗ này nó y hệt như vậy luôn nha nhìn kỹ nha tiếp tục cổ phiếu gì cổ phiếu acb cũng vậy nếu này hôm qua qua kể cho anh chị ở trong cái buổi livestream hay là trong cái bản tin trước qua cũng có kể cho anh chị anh chị chưa coi cái bản tin là thị trường chán nản ấy nè và có phân tích rất rất là kỹ cổ phiếu acb thì thật sự bây giờ anh chị thấy nó y hệt cũ không nó cũng y hệt cũ nó cũng tích lũy cái nền đi ngang Đúng không? Đây là trend giảm từ trên xuống dưới rất rõ ràng, rất là gì chính xác luôn. Tiếp tục đây là cái kênh giảm ở cạnh dưới y hệt vậy luôn. Thì cổ phiếu này nó vẫn đi ngang với cái cạnh trên và cạnh dưới gần như bằng nhau, đúng không? Cạnh cái khoảng trống này gần như bằng nhau. Ở trên thì nó ít hơn một tí, ở dưới thì nó nhiều hơn một tí, nhưng cũng như nhau là đi ngang thôi thì bây giờ bắt buộc phải có cái gì sự xác nhận của cá mập đây anh chị thấy khối lượng bé xuống à, chúng ta cứ nói là gì đây là gì là cá mập đang siết cung đẹp vậy qua nói với anh chị đây là rút củi đáy nồi được không được bình thường đó là phân tích tốt hay phân tích xấu phân tích theo cầm hàng hay cầm tiền đều làm được hết thì chị phải lưu ý là gì ở đây nếu nó thành công cá mập xác nhận nó chỉ cần red qua 27.5 mươi bảy năm năm mươi trở đây À, red lên có dòng tiền cả mặt vào lớn ví dụ 15 20 triệu vào thì anh chị mạnh dạng chị cũng mới có ACB cũng được luôn vì sao vì nó sẽ xác nhận là hot khỏi cái kênh giảm giá kéo dài một tháng của nó còn nếu nó không lập được trong đây có cầm thôi lỡ xui nó quay xuống nó lụng mất 26 hay sao 26 năm hay là 26 hay sao thì coi như đó sẽ bắt đầu vào dịp gãy hoàn toàn nó về 24 nên những cái chỗ này anh chị thấy không cái câu cái tiêu đề của bên video mình hôm nay đó điểm xác nhận vì sao rất quan trọng thì ở đây nó cũng như hình vậy nè nếu nó không xác nhận mình vào đây mình đón mình vào đây mình tùy view ví dụ anh chị cầm hàng thì chị view tốt anh chị cầm tiền anh chị view xấu thì vào đây anh chị view kiểu gì cũng vậy thôi nhưng quan trọng cá mập á nó mới là cái hàng trả lời cho anh chị là bây giờ tôi muốn lên hay tôi muốn xuống nó mới là cái người gì thì nó lái đúng không? nó muốn làm cái gì đúng không chứ chúng ta xin luận nhiều ở trong đây cũng vô nghĩa đúng không? chúng ta nói thế nào cũng vô nghĩa nó trả lời ngược thì coi như chúng ta lộn trường đúng không tiếp tục anh chị nhìn con mời b nè cũng vậy thôi về bản chất con mời này nó y hệt con gì về bản chất con mời này nó y hệt con ctg đúng không ctg đó là gì đó là nó dẫn liên tục rơi từ trong ra rơi trong nguyên cái phạm vi này anh chị bắt đáy ở à, trên đây bắt đây bắt đây bắt đây bắt đây bắt, bắt, bắt bên đây bắt bên đây bắt bên đây bắt bên đây chị bắt tất cả các điểm đó anh chị điều lộn đúng không anh chị bắt chỗ nào chị cũng điều lộn anh chị bắt chỗ này nè anh chị chỉ hòa vốn thôi hoặc là chị lời chưa tới một trăm bắt cái đây nè đúng không đó là phần lớn anh chị đầu tư con mời này anh chị vẫn vẫn lộn chứ chị có lời đâu thì ở những chỗ này chị phải đặc biệt lưu ý gì đó là nó phải có xác nhận thì chị mới mua him anh chị mới trung bình giá hoặc là chị mới mua mới còn không nó vẫn trong cái xu thế này đang gãy nền nè đây là nền nè đúng không đang gãy nền xuống tích lũy lại nè nếu thất bại ở đây không lên được vượt ba mươi ba lên lại được nền trên không tích lũy lại được trên đây anh chị đút tiền vào xui á nó quay xuống nó mất giá nhiều nó quay xuống nó mất 21.8 là nó là một cái ót về giá 20 thì lúc đó hỏi sao xui vì sao vì chúng ta kẻ chúng ta nói ra chúng ta thấy rõ rất rõ đúng không bắt đáy thì cũng bắt rồi tại sao bắt đáy hàng về có lời không bán bây giờ hồi hòa vốn rồi lỡ xui nó không lên được nó kẹt ở đây nó gãy luôn thì lúc đó chúng ta chỉ nói là gì do chúng ta thấy rõ nhưng chúng ta chọn bỏ qua đó, còn khi nào mua chẳng được khi nào vượt 23 lên đây tích lũy lại mua cái giá cao luôn cũng được nó tăng thêm khoảng bao nhiêu trăm nhìn dễ hơi cũng nhiều nha nhìn vậy thôi chứ tăng lên cũng khoảng là tám chín trăm thì mua chấp nhận mua cao hơn người ta tám chín trăm nhưng có thể ăn được không có thể ăn được nhiều anh chị thấy chỗ này không khi nó tạo đây dưới đây nè thì anh chị mua ngay đây anh chị cũng lời anh chị mua ngay đây chị cũng lời chị mua ngay đây cũng lời tức là anh chị mua chỗ nào anh chị cũng lời đúng không khi nó tạo đáy thành công nó đi lên lại và dòng tiền nó vào nè dòng tiền vào nè anh chị không Hay chị mua chỗ nào chị cũng lời người lời hai chục trăm thì sẽ có người lời mười bảy trăm mười tám trăm mười sáu trăm mười trăm nhưng chung quy tất cả anh chị mua chỗ nào chị cũng lời nhưng ngược lại khi nó đang trong xu thế giảm như thế này nè chị không đang trong cái xu hế và cái kênh giảm lớn như thế này nè thì anh chị mua chỗ nào anh chị cũng lộ anh chị mua đây cũng lỗ mua đây cũng lộ mua đây cũng lộ mua đây cũng lộ Mu Fitness, mua đây cũng lộ mua mua đây lỗ lỗ nặng hay lỗ ít thôi thì bên đây chị thấy nó có giống y hệt vậy không nó giống y hệt vậy luôn đó nên qua nói với anh chị cái tiêu đề video hôm nay vì sao là gì điểm xác nhận nó rất quan trọng nha thì đó là mình nói về ngành ngân hàng tiếp tục mình nói về ngành chứng khoán ở đất này nãy nói với anh chị rồi phải không anh chị coi video quan chưa đăng ký kênh chưa hết video nhớ bấm đăng ký kênh hết video qua nha nếu chị thấy phương pháp này hay muốn đi theo phương pháp này để trong phiên ở trong nhóm vip hàng ngày qua cập nhật với anh chị các cái điểm mua bán này chị hết quan cập nhật rất là nhiều ví dụ cho anh chị rất là nhiều những cái này thì chị mình có thể làm gì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với trợ lý như hảo hoặc là trợ lý trúc vi để các bạn hướng dẫn anh chị vào trong hệ thống bên mình trong nhóm bên mình để cùng đầu tư và đi theo cái phương pháp này ví dụ chia vốn như thế nào cũng có tư vấn anh chị hết luôn để chị mình biết rằng phải đầu tư ra sao cho nó hiệu quả nha những cái này anh chị hãy đều là phải làm gì đều là phải ngồi canh trong phiên chứ không canh làm sao làm được đúng không không canh này nói trước thì ai biết được nếu mà vậy mình là lái rồi rồi sao mình biết được đúng không ở đây mình không phải là lái mình không phải là tổ chức không phải là cá mập mình chỉ là một nhà đầu tư cũng giống như anh chị thôi là mình phải phân tích cổ phiếu phân tích ra đưa ra các cái điểm này không thì chúng ta đầu tư chỉ có lỗ quá lỗ nhiều hay lỗ ít thôi không? và lỗ rất nhiều ví dụ ở trên ai cũng vậy đi anh chị thấy nè đây nó vẫn đang trong xu thế trên giảm nè đây trên trên giảm nó vẫn đang có nè thì khi nào con này xác nhận vượt 36.5 chúng ta bỏ tiền mua cao luôn hoặc là ít nhất cũng phải vượt được 36 ít nhất cũng phải vượt được 36 chạy lên trên 37 tích lũy lại đẹp chúng ta sẽ mua nó quanh vùng giá này với target 40 mấy 50 trở lên rất dễ không rất dễ đúng không tại vì bây giờ khối lượng đang siết lại rất là nhiều rồi thì chỉ cần xác nhận dòng tiền vào 30-40 triệu. Ở những con phía sau, qua sẽ phân tích nhanh hơn vì những con ngân hàng ACB, MBB, CTG qua đã phân tích rất kỹ. Ví dụ chị thấy con này giống không? Đây cũng là nền trên đúng không? Đây là cũng phần gãy xuống tích lũy lại đúng không? Y hệt luôn có khác gì đâu. Thì ở đây xác nhận được thì mua, không xác nhận được. Ví dụ quay xuống lũng 34.5 thì sao? Có thể rơi lại 33. Thất bại 33 thì hoàn toàn có thể về 30. Đó là con ở trên ai nha? Phân tích nhanh thôi, giống nhau mà. HCM cũng vậy, nhìn rất đẹp đúng không? trên vùng giá 27.5 trở lên là vùng nền trên vùng nền trên thì cổ phiếu hồi lên test lại đúng cái vùng này thì anh chỉ cần vượt qua được giá 28 anh chạy lên trên đây anh tích lũy lại thì tôi sẽ mua anh với giá cao anh tích lũy anh siết cung anh hấp thụ người ta đó sau đó tiền vào đánh lên 20 30 triệu tôi sẽ đầu tư lại với anh còn ví dụ dưới giá 27 năm qua khuyến nghị anh chị bắt đáy hồi lên bán hoặc là có thì cầm thôi lũng mất giá nhiều cổ phiếu lũng mất 26.5 thì cẩn thận nó có thể rơi hẳn về giá 23 năm đó, ờ, nghe phân tích là chị thấy sẽ có hai chiều và bắt buộc chúng ta phải xem trong phiên với những cái gì điểm xác nhận nếu không được thì thật sự bó tay tại vì sao tại vì hà chạy nước miếng còn hơn là lỗ phải không vừa lỗ một cục năm phần trăm bảy trăm ví dụ có anh chị mà lỗ và gồng lỗ con này nha chị gồng tới đây xuống đây chị chịu không nổi á anh chị cắt lỗ 17 bảy ra là anh chị cục vốn rồi anh chị còn có tám ba phần trăm hàng tiền phải không và bây giờ nếu anh chị mua sai một lần nữa anh chị lỗ thêm ba chục trăm nữa thì anh chị còn bao nhiêu tiền anh chị cháy tài khoản chỉ trong một nhịp sập của thị trường anh chị lỗ năm mươi trăm hè tiền là chỉ còn cái gì để đầu tư đúng không nên đôi khi những cái điểm quan trọng trong phiên rất rất quan trọng nha tiếp tục anh chị nhìn vi sai nè đặt trước bắt ở đây nè xuống đây chị lỗ bao nhiêu trăm xuống đây chị lỗ mười lăm trăm vừa cắt lỗ ra xong cổ phiếu hồi lên tích lũy lại nhảy vào on in cái nó gãy tiếp một nhịp nữa thì lúc đó anh chị toan không toan à, chị hai con này đánh y hệt luôn nó đang có cái kiểu gì đây ví dụ mình kẹ cái trend về thế này đi đây là rơi nè đây là nền nè rơi xuống tạo nền nè rơi xuống tạo nền vậy anh chị nghĩ cái chỗ này lên được không ví dụ nó không lên được thì nó rơi về 42 là chị tự động lỗ thêm mười mấy trăm đúng không lỗ thêm mười mấy trăm nó thành ra chị phải đặc biệt lưu ý không có ai đảm bảo là đây là nền một đây là nền hai nền ba không có xuống nền bốn có ai biết được đâu nó thành ra bên đây nó giống vậy thôi anh chị thấy con mời b hồi nãy ví dụ ở phía trên nè anh chị thấy ở chỗ này nè anh chị thấy ở chỗ này không nè mình kẻ lại cho anh chị nè đây anh chị cái kênh giảm cho chị thấy nè đúng không thì chị thấy nè đây là nền thứ nhất nè đây là nền thứ hai nè đây là nền thứ ba xuống tới nền thứ tư nó mới hồi lại và từ trở đây xuống đây nó bào anh chị bao nhiêu tiền rồi mất bao nhiêu hàng rồi mất bao nhiêu gì NAV rồi cứ mua vào cắt lỗ ra vừa vào on ninh lại cái nó lại lỗ tiếp là lỗ tiếp rất nặng đó nó thành ra vi sai bên đây cũng vậy điểm xác nhận rất quan trọng nha đó, sai bên đây cũng vậy đó chị thấy không thì chỗ này qua chị nói với chị khi nào con này vượt qua giá 49 chạy lên lại vùng nền trên tức là cái vùng mà nhà tư đặt trước bắt bên đây lỗ mười mấy trăm nè xác nhận lại thành công đi lên đây tích lũy lại đánh lên thì mình mua còn không mình chỉ bắt đáy chứ mình không mua lưỡng lần. Tức là một là bắt đáy ở đây oh, tức là rơi mạnh xuống hoảng loạn bán háo gần sàn bắt đáy vào nó hồi lên coi lời chốt ra hay là gì hay là xác nhận mua cao luôn chứ không mua lưỡng lư tại mua lưỡng lư nếu xui cổ phiếu quay xuống mất 47.5 thì đó sao thì có thể nó sẽ về hẳn 41 42 lúc đó lại lỗ chồng lỗ và chồng chồng lỗ một cổ phiếu khác anh chị rất thích đó là con ở nhưng nhìn chung nó vẫn đang rơi đúng không Đây là vùng phân chia thiên hạ phân chia thiên hạ giữa nhà tư đu định và nhà tư bắt đáy đúng không phân chia thiên hạ vậy thì phân chia như thế này rõ ràng con này khi nào mua được khi nào vượt 19 năm trở lên đi lên trên nền trên là tích lũy lại chúng ta sẽ mua nó giá 19 năm 20 trở lên mua ok mua cao nhưng ăn được lên hai mấy ba chục ngược lại nếu anh chị mua dưới đây xui thị trường không lên được ví dụ anh chị hãy cây trước là tăng lên 18 7 tăng rất ngon rồi kéo rút chân cây này rất đẹp bữa sau âm 200 vậy là anh chị mua 18 7 nay anh chị đang lỗ 400 đồng một cổ phiếu lỗ hơn 2 3 vậy nhiều hay lỗ rất là nhiều đúng không nó ra việc chúng ta mua đi dưới đây thì chị lưu ý nha giá hỗ trợ là 17.7 mất MA 1200 200 khả năng con này về mình sao đó đi đó anh chị thấy không nó ra điểm xác nhận rất quan trọng hà ở chỗ này nè đang bắt đáy gồng được chứ bây giờ nhảy vô đây mua lỡ nó không xác nhận được anh chị dễ tiếp thay ví dụ đó là cổ phiếu MBS nè nè qua cho anh chị quay ví dụ anh chị quay nè đây là cái nền trên nè phải không đây là nền trên nè rơi xuống tích lũy lại nè khối lượng bé nè đúng không sau đó quay qua đây gãy ba chục trăm từ đây xuống đây là lỗ ba chục trăm lỗ 29 mươi chín ba trăm rất là easy luôn một cái vùng nền nhỏ ở chỗ này thì bây giờ anh chị thấy nè đây cũng là cái nền giá trên đỉnh nè cổ phiếu lên chạm đúng cái điểm này không vượt lên được không vượt lên được tích lũy một cái nền nhỏ y hệt ở đây nào y hệt ở này y hệt hcm y hệt hcm y hệt y hệt luôn đúng không rồi không lên được vậy thì nói lên được đi lên được trên 28 năm đi hãy giải ngân mua đây tức là sự xác nhận nó sẽ có bên đây với dòng tiền lớn vào nhưng nếu nó không lập được nó quay xuống nó lũng giá 26 thì coi như anh chị đã lỗ mười mấy trăm là bình thường tức là xuống lại giá 22 đúng không nên mình ở đây mình sẽ ngồi và canh cho anh chị trong phiên nha đó là cổ phiếu chứng khoán tiếp tục anh chị nhành cổ phiếu hép nè anh chị hãy hòa phát nó cũng giống vậy không ý hết luôn tức là nó vận động chung một cái phơm nãy giờ mình đi phân tích cho anh chị tại sao mình nhấn mạnh tới nhấn mạnh lui lại là làm gì để cho chị mình thấy là nó có cái điểm chung thật ra đây nó cũng có nè đây là cái vùng nền trên nè nó rơi xuống nó tích lũy nè sau đó lại tiếp tục rơi xuống nữa đúng không và đang tích lũy nền dưới nè đây là trend nè rõ thì khi nào nó xác nhận vượt qua được 29 đi lên trên 29 tích lũy bên đây quả mai chúng ta sẽ canh mua còn không ở chỗ này hồi lên tích lũy là quanh đây khả năng vẫn có thể rơi tiếp và điểm stop loss anh chị là 27.5 à, yeah, mình vẫn đang phân tích rất nhanh vì nói chung quá là chung quy là gì chung quy nó cũng cùng cái firm ví dụ hoa sen đây chị thấy nè bắt đáy mua có lời đúng không anh chị bắt đáy mua có lời nhưng anh chị thấy nó hồi là 300 anh chị lao vào anh chị đang lỗ hay đang lời anh chị đang lỗ đúng không anh chị đua cây này nè cao lắm là bao nhiêu 19.9 đóng cửa 19.65 bây giờ nó là 19.4 vậy đây anh chị đang lỗ 3.4 3400 nên thành ra mua là mua bắt đáy đã gọi là đáy mua bắt đáy chứ chẳng là đáy lại đi mua gì đi mua đu lệnh đúng không thì con này ví dụ lộn bắt giá 19 thì qua đánh giá có thể nó sẽ về lại giá 17 năm Rồi gãy tiếp là bình thường đúng không còn con này hồi lên trên đây gặp kháng cự ngay lập tức giá 18 năm và tích lũy lại tức là phải tạo đáy rất lâu rồi đó là ngành thép tiếp tục chúng ta nhìn sơ qua bất động sản đi nhanh nha tại vì nãy giờ mấy con kia phân tích kỹ quá rồi đi gờ cũng vậy đó chị thấy nè thành nè đu đỉnh nè rơi xuống nè bắt đáy vào hồi lên có ăn nhưng mua cây này giá 28, 28, 28 mấy trở lên bây giờ lộ hết và chị nhớ cái bữa mà nó có cái giá 28 mình có chụp cho anh chị mình coi á có chụp cái lệnh đây qua sẽ vào cái nhóm trao đổi vip bên mình à, mình rất thích chia sẻ với anh chị nhau tư những cái này tại vì mình đã chia sẻ anh chị trong cái bài một rồi cái bài về tổng quan về thị trường á anh chị mình chưa coi anh chị mình có thể coi lại giúp quen nha thì cái phiên này là một cái phiên ngày thứ mấy cái phiên này là cái phiên ngày 26 tháng 4 thì qua kéo lại ngày 26 tháng 4 cho anh chị mình coi nè ngày 25 tháng 4 nè, phiên ngày 26 tháng 4 là phiên này nè, đúng không? Thì mình sẽ kéo lại cho anh chị mình coi nhớ hôm bữa là có chụp cho anh chị mình nha. À, để coi rồi. để coi cái phiên ngày 26 tháng 4 rồi, hình như là có chụp có gửi đó không? Để coi nếu mà không có thì quả sẽ cho anh chị chụp đưa anh chị mình lại coi sao. Hình như là trên cái Zalo này của Quang là nó không có đồng bộ tin nhắn ở trên công ty rồi. Thì hôm bữa quá chị nói với anh chị thôi, nó liên tục nó kê lệnh những cái lệnh giá 28, 28 một với những cái lệnh 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu cổ phiếu rất nhiều đó anh chị nhớ hôm đó không đó. Sau đó nó kê lệnh nhiều như vậy thì làm gì? cái một tí nó rút lệnh ra cái nó xả xuống hai bảy mấy xong hồi nó lại kê lên nó xả kê lên xả liên tục cuối giờ nó trần thì làm cho nhà đầu tư chúng ta cứ nghĩ là à cổ phiếu này ngon nhưng mà anh chị có bao giờ suy nghĩ không kê như vậy để cho anh chị mà làm gì một triệu cổ phiếu không mua được thì anh chị phải kê anh chị phải đặt trên cái lệnh đó hoặc là anh chị bắt lên cao hay là gì hay là anh chị đặt trong đó anh chị nghĩ chắc cũng không khớp đâu đúng không kết quả nó khớp hết và anh chị thấy đúng là y như rằng sau cái phiên tăng trần đó nó quay xuống anh chị có thể nghĩ vậy tại sao nó kéo trần thật ra 28 lên thì năm nó đâu có trên lệch như một hai trăm thôi kích thích anh chị ngon lành hơn bữa sau bắt đáy thêm nay lỗ này đúng không nên anh ra những cái chỗ này mà chị nói với anh chị thôi đang tạo đáy chưa xác nhận đâu ví dụ con này muốn ok nó phải chạy lên 30 tích lũy khúc giữa này nè thì nó đẹp nó có cái nhịp vượt định ok hơn còn khúc này hoàn toàn nếu mất 27.5 thì có thể rơi tiếp và đại sóng bất động sản Đâu ngộ quá ha đất xanh cũng vậy thôi đất xanh cũng vậy thôi anh chị thấy nè anh chị đua cái cây trần này nè đúng không hiện tại đo sơ sơ cho anh chị thôi anh chị đang lỗ khoảng là nhiêu gần hai phẩy năm phần trăm đúng không anh chị đua phiên thứ sáu đi hồi mạnh lên giá xanh kéo rất mạnh từ giá dưới đây kéo lên đây là anh chị lời được khoảng ba phần trăm nếu anh chị đưa bắt đáy nhưng nếu anh chị đua anh chị đang lỗ ba trăm đúng không nên thiệt ra ở dưới đáy không nên đua gì không nên đua lệnh nha chỗ này thì qua đánh giá con này hoàn toàn có thể bắt đầu tạo đáy dưới đây chứ là biên độ giao dịch ngày sáu bảy trăm như thế này làm sao mà tư vấn đúng không rồi đó là ngành bất động sản mình nhìn vào khu công nghiệp đi mình cũng sẽ thấy nè ví dụ anh nhìn rất đẹp đúng không rất đẹp nhưng chị kẻ cái trend đi nó vượt qua trend chưa thị trường mình tốt không ba phiên vừa rồi thị trường mình tốt không ba phiên vừa rồi thị trường mình rất tốt nhưng cổ phiếu không hề vượt qua được ma 50 là tại giá 41 dù nó hồi cũng rất mạnh có dòng tiền vào nhìn màu xanh rất đẹp luôn nhưng nó không xác nhận được cái điều đó là đã bùng nổ lên qua đa canh con này rất là kỳ nếu con này vượt lên được 41 trở lên tích lũy trên đây chúng ta sẽ mua lại SJC nó xác nhận mô hình là gãy nền rũ thành công có dòng tiền vào trước đó bên đây à, có dòng tiền vào trước đó gãy nền rũ xuống xác nhận lên con này hoàn toàn có thể chạy lên năm chục còn nếu nó không làm được chỗ này chị mua vào có xác gì những con ở nào có khác gì những con CTD ở đầu video qua đã giới thiệu anh chị á thì chỗ này hoàn toàn có thể rơi xuống lại không? hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể và đây là gấp ấp ra quay xuống lắp gáp cũng được vậy đó rồi thì đó là mình phân tích sơ với anh chị về những cái cổ phiếu này chứng, banh chứng, thép, bất động sản, khu công nghiệp và thật ra còn rất là nhiều người khác ở đây mà sẽ không đề cập tới bán lẻ chẳng hạn, tại vì đó là ngành đặc biệt không phải ngành thị trường. Còn đây chúng ta đang nói về ngành thị trường các cổ phiếu thật sự anh chị giữ bán lẻ được mấy anh chị giữ, anh chị giữ uh, DGC được mấy anh chị giữ ít lắm, không? ít lắm đa phần anh chị sẽ giữ những cái cổ phiếu này vì những cổ phiếu này chiếm tới 90% tỷ trọng trên thị trường. Không? Hôm thứ sáu anh chị thấy mấy anh chị xanh nhưng được mấy người giữ, đa phần anh chị chỉ hết mua banh, mua trứng mua thép và bất động sản, đặc biệt là bất động sản anh chị hết mua mấy ngành này thôi, nhá, hết mua ngành khác đúng không? Đó thì chúng ta sẽ rút được cái kết luận gì sau khi phân tích nãy giờ một lèo luôn vậy rút được cái kết luận gì đó, là kết luận chiến lược giao dịch đó ra gì sự xác nhận là điều rất quan trọng vì nếu cổ phiếu không xác nhận thì anh chị làm gì được ví dụ chị thấy SGC nè không xác nhận thì chị mua qua đây chị Trung Quy vẫn đang vẫn đang hòa hoặc lỗ hoặc là nếu mà mua vào thế này lỡ xui á nó gãy tiếp thì mất ngủ đúng không gãy tiếp thì mất ngủ gãy tiếp thì toan vậy thì chúng ta trên là hai ba trăm chúng ta chờ xác nhận có hơn không vẫn ngon hơn phải không hay là những trường hợp như gì CTD hồi nãy ví dụ ở đầu nè ở ờ, BB nếu ông ví dụ nè, ông SSI nếu mình ví dụ nè, đúng không? Rất rất nhiều con cũng tương tự như vậy, hay pha phát cũng vậy nè. Đó. đó, chúng ta phải gán, chúng ta ngồi chờ được cái sự xác nhận này. Nếu không có thì hà chúng ta không đầu tư, hà chúng ta cầm tiền hoặc là chúng ta chỉ đầu tư những cái con đặc biệt. Ví dụ như FRT có xác nhận nè, đúng không? Ví dụ như DGC đã có xác nhận nè đúng không ví dụ như Techcombank nè đó là những con hệ thống quan đang đầu tư đã có xác nhận từ cây trên đây thì coi như nó cũng có đúng không nó chỉ còn thiếu nhịp full tỷ trọng thôi hay là cổ phiếu gì VHC dù bên mình mới mua con này bữa thứ sáu thôi cho chị hãy cũng xác nhận chưa để để cho chị cái trend nè nó mình nói là mình kẻ trend nè kẻ trend đúng không xác nhận chưa xác nhận rồi thì mình vào mình hấp giờ đúng không đó thì đó phải xác nhận không xác nhận là bỏ tay và không xác nhận hoàn toàn có thể rơi tiếp lưu ý nha nếu không chấp nhận thì, à, nếu vẫn kẹt thì, đây cái câu này mới là cái phần quan trọng để rút kết nè. Nếu vẫn kẹt thì sao? thì quan vậy nói với chị thôi. Nãy giờ view đa phần là qua lại sẽ tăng do gì? do tâm lý nhà đầu tư do mọi thứ tốt đẹp hơn. thì tỷ lệ qua lại sẽ tăng tiếp. đa à, ví dụ vậy không? thì kiểu là gì qua lại tỷ lệ tăng tiếp là có. nhưng anh chị có bao giờ suy nghĩ không? bây giờ con vít này nè, nó tăng rất mạnh vì nó đang kéo chỉ số lên. thì nếu qua lại con này tiếp tục tăng lên nó sẽ kéo chỉ số lên tiếp đúng không? thì khi nó kéo chỉ số lên tiếp á. Thì kiểu gì cái chỉ số cũng tăng. Nhưng anh chị phải nhớ những cái cổ phiếu anh chị mới là cái điều quan trọng nhất. Chúng ta đầu tư là chúng ta đầu tư cổ phiếu chứ chúng ta không đầu tư ừ. Thì nếu cái cổ phiếu anh chị là cái con mà anh chị đang coi á. Ví dụ ở đây nãy mà nói với chị là banh, chứng, thép bất động sản thì những cái con này nè những cái ngành lớn này nè ít nhất là bốn ngành lớn này và khu công nghiệp đi là năm ngành đi thì những cái ngành lớn ngành quan trọng này nó phải xác nhận được thì chúng ta mới mua còn nếu nó không xác nhận được nó vẫn kẹt liên tục trong những cái nhịp thị trường hồi kế tiếp thì chị phải nên nhớ nếu không lên được nếu kẹt kẹt hoài thì sao? thì hoàn toàn có thể gãy và rơi ví dụ như trường hợp những con hòa phát ra, chẳng hạn đúng không nó lên nó tích lũy rất là đẹp đúng không? rất là nhiều dịp nó tích lũy rất là đẹp nhưng nó không vượt lên được là hoàn toàn nó có thể rơi tiếp hay là cổ phiếu mbb bên đây cũng vậy nè rồi tích lũy rất rất là đẹp liên tục nhiều phiên liên tục và không lên được là nó rơi tiếp là bình thường tại vì nó kẹt ở dưới cá mập không xác nhận được là nhà tư sẽ đu nhiều vì anh chị bán ra anh chị mất hàng nhưng anh chị nghiên cứu kỹ anh chị xáy đẹp anh chị mua lại và khi anh chị mua lại anh chị lỗ và khi anh chị mua lại anh chị lỗ lưu ý nha nó thành ra ở đây nếu nó vẫn kẹt liên tục bốn năm phiên kế tiếp thì cái trạng thái này rất rủi ro lưu ý nha chúng ta chỉ tập trung những con xác nhận không được thì hôi hà nhìn nó cũng đâu có lỗ đâu à, mình, không muốn, mình đâu có muốn đấu lỗ đó và nếu xác nhận thì sao thì xây dựng danh mục ví dụ ở đây qua có xây dựng sơ sơ cho anh chị khách hàng bên mình nè à. à. tức là ở đây là nhắc lại thôi nha nhắc lại thôi chứ không phải là không phải là đây đây là nhắc lại thôi chứ cái này là đã gửi riêng clip cho anh chị hết rồi đúng không nè anh chị thấy không đã có hướng dẫn quy tắc xây dựng danh mục hết rồi nếu xác nhận thì chúng ta xây dựng còn nếu không xác nhận thì sao à, thì thôi à, không xác nhận thì thôi đúng rồi nha và phải gì phải chờ đợi kỹ lực xây dựng danh mục cá nhân chứ không thể nào chúng ta ngồi đó chúng ta nói thị trường này mọi thứ ok chúng ta nói thị trường này mọi thứ tốt đẹp nhưng chúng ta cũng không thể nói thị trường này mọi thứ xấu phải nói kiểu gì cũng không đúng, đúng không? cái quan trọng nhất là sự xác nhận và nói mãi nó tới nó lui dẫn như vậy như vậy thôi đâu có cái gì đâu rồi thì cái bản tin hôm nay nó tới nó lưu chỉ như vậy thôi thị trường sao lễ nó là thị trường gì chờ điểm xác nhận không có chờ điểm xác nhận được thôi chúng ta chỉ đầu tư vài con cho vui cho có lệ cho đúng quy tắc thôi còn không thì chúng ta cứ ngồi yên đó cũng không mất gì cả cầm tiền nó vẫn khỏe hơn rồi nha rồi ok anh chị nếu mà cần đi theo hệ thống này của quan phân tích kỹ thuật cung cầu và VSA này không, anh chị có thể liên hệ trực tiếp với trợ lý Trúc Vi hoặc trợ lý Như Hảo để qua tư vấn và hướng dẫn anh chị ở trong phiên phải trong những cái điểm này qua sẽ là người canh cho anh chị phải sẽ là người thông báo cho anh chị cổ phiếu nào tiềm năng cổ phiếu nào tốt trong cái nhịp hoặc là chúng ta cục chạy ít nhất là chúng ta sẽ không lỗ nạt Ví dụ anh chị nhìn thấy cái hình MBS đây không? cũng là tích lũy nè đúng không y hệt nè nếu mà nó không thất bại nó thất bại nha hoàn toàn ở đây anh chị vẫn sẽ hệ lỗ thêm ba chục trăm nó là bình thường thôi rồi thì ok, hôm nay tới đây thôi. Xin chào anh chị nhà tư cần hỗ trợ thêm về danh mục hay cái gì đó cứ mạnh dạng liên hệ với Quang hoặc là Như Hảo hay là Trúc Vy. Xin chào chị nha.